Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn Network cũng như khán thính giả theo dõi trên mạng lưới Internet toàn cầu. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tuần qua. Hôm nay Hương Yên cùng với chú Nam Sơn xin kính chào quý vị khán thính giả. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại để phân tích những tin tức nóng đã diễn ra trên thế giới Hoa Kỳ, Việt Nam, Á Châu trong tuần qua. Thì có lẽ là tuần này có nhiều những tin tức nóng, đặc biệt là tại Hoa Kỳ cũng như là tại Âu Châu với nước Anh trong hồ sơ Brexit. Trước hết xin chào chú Nam Sơn ạ. Dạ, Nam Sơn xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Hương Yên. Dạ vâng. Hôm nay có lẽ mình có nhiều cái vấn đề sôi nổi lắm phải không? Dạ vâng. Nhưng mà để hỏi vui chú Nam Sơn chút xíu, là thường là chú Nam Sơn là cái người mà phân tích thời sự phải nói là khá là chuyên nghiệp và cũng thời gian lâu rồi, không biết thường là chú xem những cái kênh tin tức nào chú ha? Thật ra thì mình muốn làm tin tức đó, cái điều đầu tiên, cái tiêu chuẩn của mình là phải đứng trung dục. Thành ra mình xem tin tức là mình phải xem tin tức nhiều chiều khác nhau. Cho nên hãy muốn mà làm bản tin, thưa quý vị, chúng tôi phải coi rất là nhiều tin khác nhau, từ CNN, rồi tới Fox, MSNBC, rồi đài Voix, đài BBC, ngay cả đài RFI của Pháp, hay là cái đài của Trung Đông, Algeria gì đó, mặc dù nó nói cực tả gì nữa, mình cũng phải coi để mình biết coi nó nói cái gì, rồi mình đưa cái nhận định của mình đó, mình nhận xét coi, bởi vì người ta nói là mặt người ta, mà mình phải nghĩ cái đó đúng hay cái đó sai. Thật ra khi mà mình bình luận đó, thì cái vấn đề đó là chủ quan, cái quan điểm của mình bình luận sau khi mình biết những cái tin tức trái chiều với nhau. Chứ còn nếu mà mình coi tối ngày mà coi CNN không chẳng hạn, thì là cái quan điểm của mình sẽ bị nhiễm cái màu CNN, rồi mình nói ra theo cái cách đó thì không đúng. Thành ra phải coi nhiều chiều. Để trả lời cho câu hỏi của Hương Yên, thì thật ra thì coi là phải coi hết tất cả những cái nguồn tin khác nhau, ngay cả tin Việt Nam, ngay cả tin của Việt Cộng đưa ra, tờ báo Nhân Dân, tờ báo Văn Nghệ, Tiền Phong, rồi Tuổi Trẻ gì tôi cũng phải coi luôn nữa để biết. Mà coi mà mình nghe theo nó thì thôi đừng làm tin nữa, mình nghe, mình coi nó nói gì, rồi mình lý luận là anh này anh nói vậy là anh xạo, anh này kia sao, rồi mình mới lý luận. Thành ra cái vấn đề mà mình phân tích là ở chỗ đó. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng thêm chia sẻ một chút nữa là chẳng hạn ví dụ như mà chú Nam Sơn có phân tích theo một cái nhận định như vậy, mà chúng tôi có dẫn dắt những cái bản tin khác trái chiều, nó trái chiều, không có nghĩa rằng là chúng tôi đồng quan điểm với tin trái chiều đó, hay là không có nghĩa rằng chúng tôi đứng về đảng Cộng Hòa, hay không có nghĩa rằng chúng tôi binh cho đảng Dân Chủ, mà chúng tôi chỉ lấy cái bản tin đó phân tích, thậm chí chúng tôi bình luận, nhưng mà đôi khi để cho nó cân bằng lại thôi, chứ không nghĩa là chúng tôi là con người thuộc thực diện của đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, phải không thưa chú? Bữa nay thì Hương Yên khéo nói quá, thưa với quý vị. Hương Yên nói cái đó để báo với quý vị rằng tụi tôi mà có cãi lộn quý vị cũng thông cảm. Dạ vâng. Cái này thì chúng tôi cũng nói thật là lần trước thì chúng tôi có thường làm bình luận với luật sư Hoàng Duy Hùng. Đó, thì đôi khi có nhiều quý vị cứ nói rằng là Hương Yên là thuộc đảng Dân Chủ đó. Nhưng mà thật sự đó, thưa chú Nam Sơn, thưa quý vị, chúng tôi là người không thuộc đảng nào hết. Khi mà đi bầu đó là chúng tôi bầu cá nhân. Chẳng hạn như ông này ở đảng Cộng Hòa mà ông good, theo ý tôi tốt thì tôi bầu. Ông kia thuộc đảng Dân Chủ mà ông good thì chúng tôi cũng bầu. Có nghĩa là chúng tôi không bầu theo đảng mà chúng tôi bầu theo từng cá nhân một của mỗi đảng. Thành ra ở Texas này đó, bắt đầu từ cái mùa bầu cử năm nay đó, là cái quan điểm của Hương Yên là trúng rồi đó, là bởi vì không có bầu theo đảng nữa. Dạ vâng. Mình lại phòng phiếu hồi xưa mình bầu theo đảng, mình vô mình bấm cái cụp Dân Chủ cái cụp rồi đi về được rồi. Dạ. Phải cần lựa hàng tất cả những người của đảng Dân Chủ sẽ được cái phiếu của mình. Năm nay thì không còn cái đó nữa. Thành ra chúng ta phải bầu theo tên. Hả? Đồng ý ông Hương Yên là bỏ tên Hương Yên. Dạ. Đồng ý ông Nam Sơn là bỏ tên ông Nam Sơn. Chứ không thể mà vô nói là đảng của ông Hương Yên là cái này, bầu cái vậy là ông Hương không được. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình Thời sự tuần qua. Kính thưa quý vị, bản khoảng 3 tuần nay chúng tôi xếp qua một bên cái hồ sơ Brexit của Anh Quốc.
Tuy nhiên trong diễn tiến đó thì đương nhiên chú Nam Sơn cũng như bản thân Hưng Yên cũng theo dõi sát tình hình, xem thử cái diễn biến của hồ sơ Brexit với ông Boris Johnson là cái người tân thủ tướng Anh đang cừ cựa với quốc hội ra làm sao, cũng như Liên minh châu Âu trong cái hồ sơ Brexit. Thì một cái điểm tin nổi bật, một cái trước khi mà chú Nam Sơn phân tích thêm đó, thì chúng tôi thấy có một bản tin ngày 25 tháng 9 thì thay vì ông Boris Johnson đưa ra nhờ nữ hoàng ký một cái sắc lệnh là cho quốc hội dừng làm việc cho mãi tới tận ngày 15 tháng 10 trước 16 ngày thời hạn Brexit là ngày 31 tháng 10 để mà thực hiện theo ý đồ của ông Boris Johnson. Tuy nhiên sau đó thì tòa án tối cao Anh đã ra phán quyết rằng cái sự việc mà cho quốc hội nghỉ lâu như vậy cho tới ngày 15 tháng 10 mới quay làm việc là vi hiến, không có được, cho nên quốc hội phải trở lại làm việc như thường. Đó là một cái thất bại của ông Boris Johnson trong cái chuyện xúc tiến hồ sơ Brexit. Chú Nam Sơn có thêm cập nhật trong cái chuyện rất là quan trọng của nước Anh này thì chúng thật ra thì cái vấn đề này ngay từ hồi lúc mà ông mới vừa xin nữ hoàng chấp nhận đó, ở trong cái chương trình này mình đã có nói rồi. Dạ vâng. Cái hành động này là không có hợp lý, nó không có một chút nào đúng đắn hết trơn, là bởi vì đơn cái lúc gai cấn như vậy đi bệnh hỏng người ta lại để cho mình làm ý của mình, thì ông Johnson ông làm cái đó không đúng. Và rõ ràng là sau đó dù rằng đã được nữ hoàng chấp thuận, nhưng mà bây giờ thì tòa án tối cao của Anh đã đưa ra cái phán quyết cái việc làm mà bệnh học đó đó, bệnh bụng họng của quốc hội lại đó là vi hiến. Cho nên bây giờ thì từ các dân biểu của Hạ nghị viện đã bắt đầu làm việc lại trong ngày hôm nay, và bắt đầu ngày mai là các nghị sĩ của Thượng viện cũng sẽ làm việc trở lại như bình thường. Cái quyết định mà ông Johnson xin trước đó quốc hội tạm nghỉ một thời gian đó mà được nữ hoàng chấp thuận rồi, cái đó coi như vô hiệu hoàn toàn. Thành ra hiện tại bây giờ quốc hội sẽ tiếp tục làm việc, và các quan điểm ở trong quốc hội vẫn còn khác nhau một cách rất là rõ rệt. Từ những quan điểm khác nhau trong quốc hội cho tới những cái quan điểm của nước Anh và Liên hiệp Âu Châu cũng hoàn toàn khác biệt với nhau, toàn là những lời tuyên bố cứng rắn mà thôi. Thời gian chỉ còn có 30 ngày nữa thôi. Dạ vâng. Một tháng nữa thôi mà bây giờ không có một cái quyết định nào rõ rệt, đặc biệt nhất là vấn đề những cái chốt chặn giữa Bắc Ireland và Nam Ireland và Cộng hòa Ireland đó, là cái đường biên giới, do đường biên giới cứng, đường biên giới mềm đó, là cái vụ đó là vẫn không có giải quyết được. Thành ra vì vậy đó, nói tóm lại cho tới giờ phút này mình phải nói rằng ông Boris Johnson đã hoàn toàn thất bại trong các cuộc vận động nhằm đưa nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thành ra cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng có thể một trái bom sẽ nổ ra. Bom này là bom chính trị chứ không phải bom tiệc. Mà sẽ nổ ra tại nước Anh. Nghĩa là lúc đó có thể một cái quan điểm nào đó trái ngược lại để nhằm giải quyết cái vấn đề Brexit này đó sẽ được tung ra, mà nó khác hẳn với gì mà chúng ta nghe từ trước tới nay. Tôi nghĩ rằng có thể xảy ra cái việc đó như vậy. Nhưng mà đó, nhưng mà theo chú nghĩ là việc gì? Chú đoán thì theo tôi đoán là nếu mà có đó thì sẽ có cái đề nghị trưng cầu dân ý lần thứ nhì, và cái đó thì bây giờ người ta không có nói tới. Dạ vâng. Người ta không có nói tới, không ai nghĩ rằng sẽ có trưng cầu dân ý lại hết. Nhưng mà chỉ có một biện pháp giải quyết được ổn thỏa cái này là cái mà không có bị mất mặt lẫn nhau đó, là cái đó mà thôi. Dạ vâng. Thành ra cá nhân chúng tôi nghĩ rằng có thể có một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhì xảy ra và nước Anh sẽ ở lại Liên hiệp châu Âu. Dạ vâng. Để mà chúng tôi cập nhật thêm một chút đó, thì trong thời gian qua quý vị biết là Liên minh châu Âu cũng đã tuyên bố là có thể chấp thuận cái chuyện là cho coi như là extend, coi như là nới lỏng cái thời hạn Brexit, nới dài ra, thoải mái bao nhiêu cũng được. Yeah. Nhưng mà trong khi đó thì ông Boris Johnson là nói là ông có chết chăng nữa trên hàng rào coi như là ông cũng phải là Brexit ngày 31 tháng 10. Nhưng mà phải nói cái này, cái đó ông nói là một lẽ mà luật là một lẽ khác. Khi mà có cái đạo luật đưa ra nói ông phải dời hạn lại, mà đạo luật đó đã được chấp thuận thành luật đó, thì ông phải tuân theo, dầu cho ông nhất quyết ông không có xin gì hết thì cũng phải tuân theo, hoặc là ông sẽ leo xuống. Dạ vâng. Nhưng mà chú Tâm Sơn có nói cho leo xuống thì đã là có manh mối rồi. Dạ. Manh mối là xuất phế
bất tín nhiệm thủ tướng rồi. Dạ. Yeah. Đó. Đã có những cái đề nghị bất tín nhiệm rồi. Dạ vâng. Yeah. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái hồ sơ Brexit cho tới cái hôm nay nó vẫn chưa có một cái kết quả rõ ràng, mà chú Nam Sơn dự đoán sẽ có một cái cú biến động rất là lớn. Biến động đó là gọi là tổng trưng cầu dân ý trở lại. Nhưng mà có một điểm mình cần phải lưu ý là cái thái độ mà rất là cứng nhắc của ông Boris Johnson, thủ tướng kỳ này đó, ông có những cái lời lẽ rất là mạnh bạo, làm cho người ta nhớ tới cái vụ bà nghị sĩ Cox dạ vâng. của nước Anh đã bị bắn chết hồi năm 2016, trong lúc mà bà ta đi vận động cho cái cuộc mà trong cái cuộc trưng cầu dân ý để nước Anh rời khỏi Âu Châu, bà đi vận động bà đã bị ám sát chết. Bảo là người ủng hộ không rời mà không ạ? Dạ, là bà đã bị bắn chết trong cái lúc đó. Thành ra những cái lời lẽ của ông Johnson này làm cho nhiều người đã phải nhắc nhở ông rằng ông cẩn thận những lời nói, đừng gây nên kích động, bởi vì nếu gây kích động có thể sẽ có như vụ ám sát như vậy. Đối với những người cực đoan họ làm đó thì mình không biết đường đâu mà rờ hết. Dạ vâng. Thành ra là ngăn cản ông Johnson đừng có nên nói một cách quá cứng rắn. Vâng, đúng vậy. Ông Johnson thời gian qua có những câu nói mà phải nói là xúc được tên người ta cho là xúc phạm đó thưa chú. Dạ. Tuy nhiên xúc phạm ngay tới cả những người thượng nghị sĩ, những cái dân cử chê bai những cái người đó rất là nặng. Tuy nhiên Hưng Yên theo dõi thì Hưng Yên nghĩ rằng là đa người Anh quốc vẫn muốn Brexit chứ. Thật ra thì mình cũng không nói hẳn như vậy, bởi vì có tùy theo cái giống như mình nói tiểu bang, bốn cái lãnh thổ mà hợp lại thành Liên hiệp Anh. Nhưng mà Anh quốc không thôi, còn riêng cái nước Anh không đó thì người ta không muốn rồi. Riêng cái Anh, Tô Cách Lan cũng không muốn. Nhưng mà người Anh đó. Rồi. Bắc thì Anh đa phần người ta muốn. Người Anh á ở tại cái vùng Vương quốc Anh, England đó, dạ vâng. Ha, thì là họ muốn xứ Wales, họ muốn. Dạ vâng. Mà khổ nổi hai cái xứ đó đông dân hơn. Dạ vâng. Cho nên người ta mới thắng. Thành ra cái họ mới thắng chứ trong cái kỳ đó, cho nên cái nhưng mà giờ này đó rất nhiều người Anh mà ủng hộ Brexit giờ này họ thấy rằng quả thật nó xảy ra nhiều cái rắc rối, và một trong những cái điều mà người ta hầu như thấy rõ là Liên hiệp Anh sẽ tan vỡ. Dạ vâng. Nghĩa là cái nước Bắc Ái Nhĩ Lan hay là cái nước Ireland rồi cái rồi Tô Cách Lan họ sẽ tuyên bố độc lập sau khi mà họ bắt họ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu rồi, họ không ở trong Liên hiệp Anh nữa, họ tuyên bố độc lập riêng và họ gia nhập Liên hiệp Châu Âu. Dạ vâng. Cái điều đó có thể xảy ra lắm. Dạ. Cái gì thì chúng ta cũng phải thừa nhận là cái người dân Anh người ta muốn Brexit, bởi vì cái kinh tế Anh là một trong những nền kinh tế rất là lớn và quan trọng của Liên minh Châu Âu, và người ta cho rằng là người Anh phải cưu mang cho cả hệ thống Liên minh Châu Âu, cho nên người ta muốn tách ra, cưu mang cho cả những tiền này tiền kia, và ngay cả lao động của Liên minh Châu Âu của nước Anh bị những nước khác coi như là chiếm mất cái phần lao động, cho nên người ta không ưa. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng giống như cái tiểu bang Catalina của Tây Ban Nha, dạ vậy vâng. Đó họ là cái muốn chỗ giàu nhất đó. Tách ra, còn ở Mỹ có cái tiểu bang California cũng muốn ruột địch vậy nữa đó. Dạ. Và muốn tách ra nhiều tiểu bang khác nhau vậy mà chú. Dạ. Dạ vâng. Bây giờ dạ. Thì chúng ta chuyển qua một cái tin quan trọng. Tuy nhiên chúng tôi muốn định là thông qua cái tin này, nhưng mà chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái sự kiện quan trọng của thế giới, cho nên chúng tôi phải nhờ chú Nam Sơn phát qua một chút về cái buổi họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra ở New York trong tuần qua, mà Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu lần thứ 3 sau khi mà ông lên nhậm chức, thì đây là lần thứ 3 ông được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và trong bài phát biểu này đó thì báo chí trong nước thì có nói là một bài phát biểu mà chẳng có ý nghĩa gì hết, không ai để ý cả. Bởi vì trong đó có một cái câu mà chúng tôi xin đọc nguyên văn để mà chú Nam Sơn phân tích thêm. Thì Tổng thống Trump mới nói rằng là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà quốc gia phải đối mặt đó là bóng ma của chủ nghĩa xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia và kẻ tàn sát xã hội. Thì cái này thì trong báo trong nước thì không có phản ứng gì, nhưng mà chỉ có một bài báo nói rằng là chẳng ai quan tâm tới Tổng thống Mỹ nói gì trước Liên Hiệp Quốc cả, và không mang đến một điều gì mới mẻ hoặc thú vị trong cái bài phát biểu của Tổng thống Trump. Xin chú Nam Sơn nói gì thêm trong cái bài phát biểu của ông Trump không ạ?
câu đó khó quá. Thật ra mình nói về cái bài diễn văn kỳ đời của ông Trump được đánh giá là một trong bài diễn văn hay nhất của ông ta từ đó tới giờ. Nhưng mà trong bám trong các nước nói các vậy đó. Các cái người mà soạn diễn văn cho ông đọc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ này được đánh giá là rất là hay. Nhưng mà trong cái đoạn đó có một cái đoạn phê bình chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Dạ vâng. Ông cho rằng đây là cái chủ nghĩa hại dân hại nước, đây là cái chủ nghĩa chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của giới cầm quyền không mà thôi. Thành ra cái đây là cái chủ nghĩa phải bị đào thải đi. Cái này nói cái này đụng chạm quá. Dạ vâng. Là ông ta có lẽ là ông ta muốn ám chỉ tới nước Trung Quốc. Dạ vâng. Có lẽ như vậy ha. Dạ. Chứ còn Cuba hay là Việt Nam là không có đáng kể. Dạ vâng. Đúng nhưng rồi. Mà đều làm cho các nhà cầm quyền của Việt Nam hơi nhột, họ nhột. Thành ra báo chí của Việt Nam gì họ vậy đó, đâu có dám đăng cái gì, đâu có dám nói cái gì, nói rằng không ai thèm nghe một bài diễn văn, không ai thèm nghe. Thật ra ở Việt Nam có những cái lý luận mà người ta nghe tức cười lắm. À, nói bài diễn văn của ông Trump mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không ai thèm nghe, không nghe nghe ai? Ha, mình thấy rõ ràng. Nhưng mà nói một cách là thật ra cái lối nói mà như vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là bộ lối nói khinh thường người đọc. Dạ vâng. Khinh thường người đọc, thành ra không có thể nói gì được. Cái quyền phê bình cái chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản là của ông Trump. Rõ ràng bây giờ ông theo chủ nghĩa tư bản, ông công kích chủ nghĩa xã hội. Bây giờ anh thấy công kích đó không đúng, anh phải lên tiếng một bài cho đàng hoàng, nói chủ nghĩa xã hội này hơn chủ nghĩa tư bản ở chỗ này cứ việc nói đi, phải không? Chứ không thể nói chuyện này, ông đọc cái đó không ai nghe. À, cái đó là một cái lối lý luận không đúng, chúng tôi không có đồng ý cái đó. Dạ vâng. À, cái đó là cái điểm mà chúng tôi cũng thông qua, vì đây là một cái sự kiện khá là lớn và quan trọng của trên toàn thế giới, cả hàng trăm nguyên thủ quốc gia tham dự, và mỗi cái bài phát biểu của mỗi đất nước đều có những cái điểm nhấn của họ. Thực sự là chúng tôi cũng xin cáo lỗi quý vị là chúng tôi chưa kịp để mà, hoặc là có thể là chưa có tới để mà chúng tôi phân tích thêm cái bài phát biểu của Việt Nam hay là của Trung Quốc như thế nào, thì chúng tôi cáo lỗi thật là chúng tôi chưa có tìm hiểu sâu, thì không biết chú Nam Sơn có cái đó bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh của Việt Nam không có cái gì đặc biệt hết. Dạ, vâng. Bình thường. Nhưng mà nói rằng ông Trump mà nói không ai thèm nghe là tôi phản đối dữ lắm. Là bởi vì một trong những bài diễn văn quan trọng nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là diễn văn của ông Trump. Dạ vâng. Nhưng mà để cho vấn đề cho Hưng Yên muốn hỏi ở đây là không biết rằng là cái vị đại diện cho Việt Nam có nhắc về vấn đề Biển Đông mà Trung Quốc đang xâm lấn không ạ? Thật ra thì ông ta không có nói rõ ràng về vấn đề Biển Đông Trung Quốc. Dạ, ông vâng. Có nói về Trung Quốc. Dạ, nhưng vâng. Mà ông không có nhắc tới Biển Đông. Dạ vâng. Cái đó là điều mà chúng tôi hơi chưa được rõ ràng, cho nên chúng tôi không có nói cáo lỗi là chưa tìm hiểu sâu là vì vậy. Bởi vì vấn đề tôi quan tâm nhất là cái bài phát biểu đó của giới chức Việt Nam trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là một cơ hội để nói với thế giới rằng Trung Quốc đang xâm lấn của Việt Nam. Mà cái đó là cái làm Việt Nam thất vọng. Dạ vâng. Việt Nam hy vọng rằng trong cái bài diễn văn này ông Trump sẽ nói mạnh Trung Quốc về vấn đề Biển Đông rồi này cái đủ thứ, nhưng mà ông Trump lại không nói tới cái đó, mà ông ta nói tới cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc, ông ta nói tới nhiều cái về vấn đề với Trung Quốc, nhưng mà ông ta không đặt cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà cái vấn đề Hưng Yên thắc mắc là bây giờ ông Trump không nói thì đã đành cái chuyện của người ta, nhưng mà trong khi nước Việt Nam phải hô hoáng lên chứ, trước thế giới rồi nhân dịp có cả hàng trăm quốc gia như vậy thì chúng ta phải la to lên chứ, tại sao lại không thấy nói này, cái lý do tại sao thưa chú? Nói mập mờ chút có nói. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi qua một cái tin rất là quan trọng mà trong thời gian qua, trong tuần qua là nóng lên tất cả thông tấn, báo chí cũng như là những cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ có loan tải, phân tích, bình luận, coi như đủ mọi đường, đủ mọi góc cạnh. Đó là chúng tôi dẫn dắt từ một cái bản tin mà chúng tôi có được, đó là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Ba ngày 24 tháng 9 đã ra lệnh khởi sự một cuộc điều tra chính thức nhắm vào Tổng thống Trump với thủ tục luận tội, sau khi có một cái tin tức mới trong cái việc là leak ra ngoài cái buổi hội thoại bằng điện thoại của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine, đó là ông Volodymyr Zelensky, về vấn đề là bên phía Dân Chủ cho rằng ông Trump đã áp lực Tổng thống Zelensky của Ukraine phải điều tra cái chuyện của mấy năm trước đây
con trai của ông Joe Biden, lúc đó là phó, ông Joe Biden là phó tổng thống, liên quan tới một cái việc gọi là tham nhũng của bên Ukraine, và đem cái số tiền mà viện trợ khoảng 200 mấy triệu đô la đó áp lực bên phía tổng thống Zelensky để bắt buộc ông ta phải tiến hành điều tra cái vụ này. Và bên phía dân chủ cáo buộc rằng ông Trump đã mang tiền thuế của dân, mang ngân sách của quốc gia để đem ra để offer đổi chác, gây áp lực để cho có lợi của mình trong đợt tranh cử sắp tới đối với đối thủ bên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Thì chú Nam Sơn có thêm chi tiết rõ ràng và phân tích thêm ạ? Có nhiều chi tiết lắm. Dạ vâng. Thưa, thật ra thì phải nói vậy cho rõ, những cái điều mà Hưng Yên vừa trình bày đó là Hưng Yên nói lại cái quan điểm của đảng Dân Chủ cáo buộc là như khi vậy. Đảng Dân Chủ mà muốn luận tội ông Trump đó thì đảng Dân Chủ đã viện vào cái cớ đó, đưa ra nhiều cái lý do, mà những cái lý do Hưng Yên vừa trình bày là lý do hoàn toàn của đảng Dân Chủ. Còn sự thật đó như thế nào thì đó là chuyện khác. Vâng. Nhưng mà ở đây mình phải phân biệt ra hai chuyện. Cái chuyện bà Pelosi, bà công bố là chính thức Điều tra để mà luận tội. Thì thật ra bà Pelosi từ nhiều tháng, từ cả năm rồi, bà ta nhất quyết là chống cái vụ luận tội này. Bà ta cho rằng, cái lý luận của bà ta cho rằng cái sự luận tội như vậy sẽ làm chia rẽ nước Mỹ, vân vân. Cho nên mặc dầu có rất nhiều dân biểu của đảng Cộng Hòa, của đảng Dân Chủ, xin lỗi, nhiều dân biểu của đảng Dân Chủ, trong đó ngay cả có ông Al Green của tiểu bang Texas này nữa, cũng yêu cầu là phải đem ông Trump ra luận tội, nhưng bà Pelosi vẫn nhất định là không. Giờ đây đó thì cái ngày thứ ba vừa qua đó, bà ta đã chính thức, tức là chấp nhận đưa Quốc hội vào một cái tiến trình để mà luận tội Tổng thống Trump. Mà mình cũng phải thấy rõ có nhiều người dội giả là nói rồi, chết rồi, ông Trump bị luận tội là có thể ông bị mất chức kỳ này thì cái dân. Thưa quý vị, không phải như vậy. Và chúng tôi xin nói sơ về cái thủ tục luận tội một chút xíu để mình mới thấy. Muốn luận tội một tổng thống thì trước nhất là cái quyền hạn là của Hạ nghị viện. Hạ nghị viện Hoa Kỳ sẽ tuyên bố tiến hành luận tội khi mà họ xét thấy họ có đủ bằng chứng để buộc tội ông này, thì họ hành xử tư cách như một công tố viên. Cơ quan Hạ nghị viện là công tố. Rồi cái công tố đó sau khi điều tra, cũng giống như những vụ án bình thường ở đây, sau khi điều tra xong xuôi rồi hết trơn, là xét thấy ông này có tội gì này cái đủ thứ, mới chuyển cái quan điểm của Hạ nghị viện đó lên Thượng nghị viện. Lúc đó thì Thượng nghị viện của Hoa Kỳ làm giống như bầu thẩm đoàn ở trong cái viện sử ở đây. Bầu thẩm đoàn đó sẽ nghe Hạ nghị viện nói cái gì, trình bày ra sao, rồi Thượng nghị viện đó lúc đó mới là họp lại, mới là biểu quyết coi có chấp thuận luận tội ông Trump hay không, có chấp thuận buộc tội ông Trump cái đó hay không. Nếu mà Thượng viện đồng quan điểm với Hạ viện là chấp thuận mà cái là lột cái chức trước phế ông Trump đó, thì ông ta sẽ phải leo xuống. Nhưng mà cái người mà ngồi chính giữa đó là ông chủ tịch tối cao pháp viện, ông là cũng giống như ông quan tòa. Quý vị thấy một cái phiên xử hình sự nào ở cấp dưới cũng có một ông tòa ngồi chính giữa, bên đây có bầu thẩm đoàn, bên đây có công tố, thì công tố sẽ buộc tội rồi đưa cho bầu thẩm đoàn sẽ xét coi có tội hay không, xác nhận có tội trước phế đó. Là cái thủ tục là nó như vậy. Nhưng mà thường thôi, để hỏi chú Nam Sơn luôn, chỗ này chúng tôi mở ngoặc luôn, là bên Hạ viện thì chỉ cần quá bán, mà bên Thượng viện phải hơn 2/3. Phải 2/3. Mà hiện bây giờ là Cộng Hòa là hơn 2/3. Phải 2/3. Mà rồi á, nghĩa là tức là cái số mà đồng ý luận tội phải 2/3. Mà bây giờ thì quý vị nhìn tới hiện bây giờ, đảng Cộng Hòa đã có 50 mấy ghế, đảng Dân Chủ chỉ có 40 mấy ghế thôi. Phần nữa còn chưa có nữa, làm sao có 2/3. Vâng. Thành ra vì vậy cái chuyện mà luận tội ông Trump là cái chuyện lúc này là mò kim đáy biển, là không có thế nào được hết trơn á. Nhưng mà đây là một cái thái độ chính trị, một cái hành động chính trị nhằm mục đích cuộc bầu cử sắp tới năm 2020. Dạ vâng. Họ làm cho ông Trump mất uy tín, dân để mà thua cuộc trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà Hưng Yên phải biết rằng
con dao nó có hai lưỡi lận. Hay không? À, thành ra khi mà muốn luận tội ông Trump đưa ra những bằng chứng đó thì dân chúng Hoa Kỳ sẽ nhìn vô đó. Dạ vâng. Và sẽ xét thấy coi cái việc làm của đảng Dân Chủ có đúng hay không. Nếu mà không đúng nhân dân thì cái lá phiếu của dân chúng sẽ là cái tiếng nói cuối cùng, mà cái kết quả sẽ ra sao mình phải chờ đợi. Đó là mình chỉ mới phân tích về phương diện thủ tục thôi. Còn nói về phương diện mà nội dung, tức là chi tiết, ở đây nãy giờ mình nói cái đó là hình thức. Dạ vâng. Hình thức cái thủ tục là phải như vậy. Về nội dung là đảng Dân Chủ dựa vào cái gì để truy tố ông Trump thì cái chuyện đó thì trong cái phần 2 của chương trình ra thì mình sẽ nói rõ hơn. Dạ vâng. Thì lát nữa đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích thêm là tại sao ông Trump vướng vào cái vấn đề này, mà tại sao cái cơ sở nào mà đảng Dân Chủ phải vin vào đó để mà luận tội ông Trump, có thực sự là như vậy hay không, và còn những góc cạnh khác nữa rất là bất ngờ để mà quý vị có thể lắng nghe sự phân tích nhiều góc cạnh đằng sau đó. Dưới cái sự phân tích của chú Nam Sơn, kính mời quý vị đừng rời lần màn hình và trở lại sau vài thông tin thương mại ngắn sau đây.